Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng? Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm,
đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân, văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hà. Ta là ai lạc lối giữa dương trần? Có khi nào bạn thử một lần lắng đọng ngồi quan sát thế gian? Có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sống không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sống phiền muộn, bất an nhiều hơn những đợt sống vui vẻ, bình yên. Nhưng có một điều rất lạ rằng, ngay cả sống yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an, hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời. Chuyện kể rằng ngày xưa, có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng milimét của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường. Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, một ngày kia vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng run. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạc đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là: ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn.
Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần thì thôi, cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoác nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Có lẽ là hầu như ai cũng thích sống lâu và sống đẹp, nhưng làm sao đạt đến cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng những điều sau đây. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc đời. Đừng khởi tâm sân hận đối với những chuyện bất như ý. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và cả những gì không phải của mình. Đừng khởi tâm não hại người và vật. Sống hết lòng và chân thật, mặc đời còn nhiều người dối trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc người đời say mê bon chen. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng lạm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất. Tránh nuông chiều thái quá những sở thích ăn uống kém lành mạnh. Mỗi ngày thực tập mỉm cười với trẻ thơ và những bông hoa. Đừng nghe, đừng nói những chuyện vô ích. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất, để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Khi những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện về trong tâm trí ta, hãy thực tập mỉm cười với tất cả. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì sao? Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Ta chỉ cần nghĩ tới những điều tốt đẹp và nỗ lực hiện thực hóa chúng dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa, và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi mắc những lầm lỗi đáng tiếc
khiến về sau vẫn sinh tâm ân hận. Ta phải thực tập hành đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là hành đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào để kiếm tiền, ta cần biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta trước, khiến tâm hồn ta ngày càng phong phú, giàu có. Mỗi ngày khi mặt trời mọc và lặn, ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp. Mỗi ngày ta hãy dành một giờ thực tập những việc khó nhằm nuôi dưỡng ý chí và nghị lực. Chính ý chí và nghị lực này sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi, mà hãy sống từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cảnh. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập chùng mưa nắng. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây không ngừng đổi thay hình dạng thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lợi danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điệu và thứ tha. Nghịch mắt trái tai nhiều mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân, thiện, mỹ. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này
chính là sự hổ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hổ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản, những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi, hồn sáng làng, kìa bình minh ưu ái lại trao quà. Chào lũ bướm múa theo lời chim hót, khóm tường vi khoe lộc biết hồi sinh, vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát, gửi vào đời ấm áp một câu kinh. Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới, cõi lòng vui thế giới đẹp dường bao. Khi trí tuệ tình thương là lẽ sống, từng phút giây hạnh phúc đến ngọt ngào. Này, con người đứng trước nỗi đau và quỵ ngã hẳn. Con người đứng trước nỗi đau, đau thấu trời xanh, nhưng rồi lại đi qua rất nhanh. Con người đứng trước nỗi đau, đau chậm và sâu, và dù nhiều tháng năm trôi qua, vẫn cảm giác không thể trở lại từ đầu. Con người đứng trước nỗi đau, loay hoay mãi cho đến khi tóc bạc trên đầu. Con người lại đứng trước nỗi đau, giữ lại và đối diện với nó, rồi tự mình tiêu hóa nó như một cách để bồi đắp cho mình sự mạnh mẽ. Còn bạn, bạn là người như thế nào? Có lẽ đó là câu hỏi mà chúng ta ít hỏi bản thân và hỏi nhau nhất, trong khi nó lại là câu hỏi quan trọng nhất để biết chúng ta đang đối xử với cuộc đời của chính mình như thế nào. Giống như câu hỏi, chúng ta sống có vui không? Chúng ta thích quan tâm đến cách con người ta kiếm ra được nhiều tiền, muốn được biết họ đang yêu ai và gia đình họ đang như thế nào,
cần biết về sự thăng tiến của họ, hoặc đơn giản hơn là có những thay đổi nào đó đặc biệt trong công việc, và cuối cùng là họ dự định gì trong tương lai của họ. Mà đi hỏi tất cả những câu hỏi ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là tìm thấy một sự so sánh ngầm từ chính bên trong ta. Nếu mình ổn hơn họ thì vui, có khi vui ra mặt. Nếu mình không bằng họ thì một mặt lời nói chia vui, mặt khác lại đi hành hạ nội tâm bản thân về chuyện sao ai cũng có thể giỏi giang ngoại trừ mình. Khái niệm sống cho người khác không chỉ quy vào những mối quan hệ kiểu gia đình, người thân, đặc biệt là những trường hợp cha mẹ muốn con cái thực hiện ước mơ dở dang của đời mình. Sống cho người khác còn là việc chúng ta luôn chọn hệ quy chiếu của người khác để đặt vào cuộc đời mình. Bạn sẽ không bao giờ biết những thành quả mà người khác có được ngày hôm nay là họ đã phải đánh đổi bao nhiêu tâm sức và thời gian, bao nhiêu mồ hôi lẫn nước mắt. Chúng ta sống có vui không? Nếu một lúc nào đó bạn biết đặt ra câu hỏi này, thì câu trả lời dễ dàng tìm thấy nhất chắc là: chúng ta không vui, nhưng chúng ta an toàn. Thực sự là phần lớn chúng ta không vui. Chúng ta học cách nép mình ở đâu đó bên cạnh cuộc đời, kiểu có những ngày yêu điên cuồng, nhưng cũng có những ngày hận đến tận xương tủy. Chúng ta học cách tặc lưỡi từ bé, nhưng trong thâm tâm vẫn giữ lại mọi thứ như một mũi kim đâm, không rỉ máu nhưng cứ ngấm ngầm đau. Thế nên đó hoàn toàn không phải là cảm giác hài lòng, cũng chẳng phải là sự lạc quan của một người trưởng thành. Gọi đúng tên bản chất của nó là sự cam chịu. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin, cho nên chúng ta cam chịu, phải không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng để chúng ta làm việc không vui, yêu một ai đó không vui, đi đâu đó không vui, vậy thì chúng ta sống để làm gì? Nhất là chúng ta đang cố gắng cười rất nhiều trong lúc chúng ta bước đi, tìm mình giữa dòng người và tìm người giữa dòng đời. Ai hay trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dâng hương. Ai hay trong gió ngàn phương đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời, lặng nhìn hồi ngộ bao đời xa xôi. Nên người nào có xa tôi và thế giới chẳng rời xa nhau. Khi người mang vết thương sâu, hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người. Khi người nở một nụ cười, bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng. Ai hay một trái tim nồng mở ra ôm được muôn lòng thế gian. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp, khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hài Nhi phun lửa, nước thế gian không thể dập được, phải nhờ tới nước cam lộ của Bồ Tát. Lửa của Hồng Hài Nhi thể hiện lòng sân, lòng thù hận của con người thế gian. Nước cam lộ của Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát. Ở một thiền viện kia, có một thầy tu tập sự, được giao cho đảm nhiệm nhiều việc khác nhau. Một ngày nọ, thầy tu này được giao việc cắt cỏ. Ở thiền viện có một cái máy cắt cỏ, nhưng khi họ kêu thầy tu làm việc này, họ lại đưa cho thầy tu một chiếc kéo. Sau khi vượt qua sự ngạc nhiên lúc đầu, thầy tu quỳ xuống và bắt đầu công việc.
thầy tu phải dùng kéo để xén cỏ hết đám này đến đám khác, hơi cúi người xuống để nhìn xem chúng đã bằng nhau chưa. Lúc thầy tu quỳ xuống, mặt đất khá là ẩm ướt. Rồi bạn biết đấy, thầy tu bắt đầu cầu nhàu trong đầu. Thầy tu thật sự không biết mình như vậy từ khi nào. Tâm trạng xấu đi khá nhanh, và thầy tu còn nhìn thấy qua vai mình vị sư huynh đã giao cho thầy tu công việc này đang đứng đó và nhìn thầy tu làm việc. Và rồi thầy tu bắt đầu cảm thấy đôi chút bực bội, thậm chí là có một vài cảm xúc mà bạn có thể nghĩ là một thầy tu không nên có. Nhưng chúng ta đều là con người, càng làm việc lâu trên bãi cỏ, tâm trí sẽ càng trở nên giận dữ hơn. Với tất cả chúng ta, có đôi lúc trong cuộc sống, khi ai đó làm điều gì đó với mình, làm cho ta lập tức cảm thấy giận dữ hay ức chế, ta thường không biết phải làm gì với nó. Trong những lúc như vậy, ta thường có xu hướng hoặc là dựng lên một cơ chế tự vệ, hoặc là chuyển sang tấn công lại đối phương. Cách nào cũng vậy, cả hai lối tư duy đều khá tiêu cực, không chỉ với bản thân và sự bình yên trong lòng mình, mà còn đối với những mối quan hệ giữa ta với mọi người xung quanh. Nhưng vẫn còn một cách khác, vẫn còn một cách để giải quyết cơn giận của bạn. Cơ bản là chỉ cần chuyển hóa cơn giận, thay đổi tư duy phản ứng và suy nghĩ đổ lỗi cho người khác. Và thay vào đó, hãy chủ động mong muốn rằng người kia cảm thấy hạnh phúc tại thời điểm đó. Điều trớ trêu là khi ta tập trung vào hạnh phúc của người khác, ta lại bắt đầu trải nghiệm hạnh phúc cho chính mình. Và thường là ta sẽ tìm được giải pháp cho các mối quan hệ của mình. Tôi biết ý tưởng này nghe có vẻ phản trực quan, nhưng mà một người thầy của tôi ở thiền viện đã từng nói với tôi rằng khi ta tập trung sự chú ý vào bản thân và hạnh phúc cá nhân thuần túy, tâm trí sẽ có xu hướng thu hẹp lại, bởi vì thế giới quan của ta nhỏ lại khi ta chỉ nhìn vào bên trong. Nhưng nếu ta chuyển sự chú ý vào những thứ bên ngoài, tâm trí sẽ rộng mở hơn, thế giới quan sẽ phát triển hơn, nó lớn hơn và dịu dàng hơn, cơ bản là nó rộng mở hơn. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa, ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ đủ chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng con người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Con người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu, chẳng được ai biết tới hương thơm, chẳng được ai ngắm, chẳng được ai khen đẹp đấy, cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng. Liệu bông hoa có chết không? Có đau khổ không? Có trở nên hoang mang, sợ hãi không? Có tự tử không? Không. Bông hoa cứ đơn giản nở, cứ đơn giản tỏa hương theo gió thôi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ dâng tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bạn đã an nhiên, chúng ta đã an nhiên sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng sâu ấy chưa? Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười, mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tịnh quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn du thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ dứt thăng trầm xót xa. Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, người cha gọi ba đứa con trai đến và nói: cha đã già yếu rồi, trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản. Các con đều thông minh, tài giỏi, quả thật cha không biết phải chọn ai để giao phó trọng trách này. Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy và viết ra những ưu điểm của bản thân và khuyết điểm của hai người còn lại, rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha. Cha sẽ xem trong các con ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy. Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kín đặc chữ. Chỉ có cậu con út là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tinh. Cậu nói: thưa cha, con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh. Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản. Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ. Ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi. Chỉ những ai thực sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc. Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, ngợi khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có trăm năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết nhắm một mắt, mở một mắt để quên đi những khuyết điểm của họ, để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm. Đôi khi ta cần biết giả khờ để bao dung những lỗi lầm. Làm được như vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu, phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy
chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát. Kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn dấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trưng trưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sóng mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Hạnh phúc. Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Thỏa mãn cảm xúc. Hạnh phúc luôn là niềm khao khát lớn nhất của con người. Tùy vào hiểu biết của mỗi người qua từng xã hội và từng thời đại mà hạnh phúc được quan niệm một cách khác nhau. Những người cứ gặp phải xui rủi triền miên nên họ quả quyết rằng trên đời này làm gì có hạnh phúc. Còn những người trẻ thì cứ mơ mộng hạnh phúc chắc hẳn rất tuyệt diệu và tin rằng nó chỉ nằm ở cuối con đường mình đang đi. Và hằng bao lớp người đã đi gần hết kiếp nhân sinh mà vẫn đuổi theo hạnh phúc như trò chơi cút bắt. Có khi tóm được nó thì nó lại tan biến, có khi ngỡ mình tay trắng thì lại thấy nó chợt hiện về. Mặc dù là ai cũng mong muốn có hạnh phúc, nhưng khi được hỏi hạnh phúc là gì thì phần lớn mọi người đều rất lúng túng. Họ định nghĩa một cách rất mơ hồ, hoặc chỉ mỉm cười trong mặc cảm. Chẳng phải ta cũng như bất kỳ người trẻ nào đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi cầm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách đó sao? Thế nhưng liền sau đó ta lại than phiền phải kiếm được việc làm có nhiều tiền, khiến bạn bè ai cũng nể phục thì mới thật sự hạnh phúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại bao lâu, ta lại nghĩ nếu không cưới được người mình yêu thì sao gọi là hạnh phúc? Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ta lại trông đứng trông ngồi có một đứa con, rồi thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, đẹp lòng hai họ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy đến rồi đi vội vã. Bây giờ ta lại ao ước được dọn ra riêng, được sở hữu một căn hộ đắt tiền thì mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Rồi khi thấy bạn bè ai cũng chạy xe đời mới, con của họ học những trường danh tiếng, chức vụ của họ được nhiều người ngưỡng mộ, nên ta lại lo sợ nếu không theo kịp họ thì hạnh phúc mình đang có cũng chỉ là tầm thường, chẳng đáng vào đâu. Ta cứ bỏ hình bắt bóng, đứng núi này trong núi nọ, rốt cuộc ta chẳng biết hạnh phúc là gì cả. Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là những cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi đạt được những gì mình mong muốn,
Nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác ấy lại đến rồi đi quá vội vàng. Rồi ta cũng mặc kệ, chẳng buồn tìm hiểu thêm. Ta cứ sống theo thói quen cũ, dốc hết năng lượng để nắm bắt những thứ mà ta tin chắc nếu không có nó thì ta không thể nào hạnh phúc được. Thật là lạ, ta không biết được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc, thì làm sao ta quả quyết những gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc. Hạnh phúc có phải là vấn đề của thời gian hay không gian không? Hạnh phúc có cần hội đủ những điều kiện tối ưu cho nó không? Chẳng lẽ những người không có những điều kiện ấy thì họ không thể hạnh phúc sao? Thật ra những điều kiện của hạnh phúc vẫn luôn có mặt, chỉ có điều nó không hấp dẫn ta nữa thôi. Không phải do nó mất đi tính hữu dụng, mà do nhu cầu hưởng thụ của ta đã biến đổi, đã mau chóng nhàm chán. Một phần là do bản năng hưởng thụ trong ta quá lớn, một phần là do ta bị tác động sâu đậm bởi tâm thức xã hội. Đôi khi ta vất vả cả chục năm trời để sắm cho bằng được một món đồ quý giá, chỉ vì ta lo sợ nếu không có nó thì đời sống của mình sẽ không được an toàn, hoặc chỉ vì ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai. Chứ ta có tận hưởng nó được bao nhiêu đâu. Mọi tranh đấu của ta chung quy cũng chỉ để có được thật nhiều tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần, danh dự, để thỏa mãn cảm xúc, phục vụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết dừng của mình. Nếu cho rằng hạnh phúc chính là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong giây phút hiện tại này đây, ta cũng đang nắm trong tay vô số điều kiện mà nhờ có nó ta mới tồn tại một cách vững vàng. Vậy tại sao ta lại cho rằng mình chưa có hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe mạnh để có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế, vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình chan chứa tình thương, giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì là gì? Chỉ cần nhìn sâu một chút, ta sẽ thấy mình đang sở hữu rất nhiều thứ, nhiều hơn mình tưởng. Vì thế, đừng vì một vài điều chưa toại nguyện mà ta vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Một kẻ khôn ngoan thì không cần chạy thục mạng đến tương lai để tìm kiếm những thứ chỉ đem tới những cảm xúc nhất thời. Họ sẽ dành ra nhiều thời gian và năng lượng để khơi dậy và gìn giữ những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần quá nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách bình an và vui vẻ là ta đã có hạnh phúc rồi. Ngay khi đời sống chưa mấy ổn định, ta vẫn có thể hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn giữ được thân mạng này. Hãy nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động đất, một người vừa suýt mất đi người thân trong gang tấc, thì ta sẽ biết hạnh phúc là như thế nào. Hạnh phúc của họ rất đổi bình thường, đôi khi chỉ là một hơi thở, một nắm cơm hay một cái nhìn nhau lần cuối. Cho nên không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng nó cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có nghiện ngập, chứ có bao giờ là đủ. Buông xả. Càng buông xả thì ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng lo lắng và mệt mỏi. Tiện nghi vật chất. Một hôm, trong lúc Đức Phật ngồi tĩnh tọa trong rừng cùng với các vị thầy xuất gia, bỗng có một bác nông dân từ xa hối hả chạy tới và hỏi dồn: "Các thầy tu ơi, các thầy thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không?" Đức Phật im lặng vài giây rồi từ tốn đáp:
Chúng tôi ngồi đây từ trưa tới giờ, nhưng không thấy con bò nào đi ngang qua cả. Đâu bác thử tìm phía bên kia xem. Bác nông dân thất vọng quay đi và dậm chân than trời khóc. Trời ơi, mới vừa thất bát mấy sào mè, bây giờ mà mất luôn cả đàn bò thì chắc tiêu tán hết sản nghiệp. Làm sao mà tôi sống nổi đây? Đợi bác nông dân đi khuất, Đức Phật nhìn sang các học trò rồi khẽ nói. Chúng ta đâu có con bò nào để mất, phải không? Đức Phật muốn nhắc nhở các học trò đang sống trong một điều kiện rất thuận lợi để phát triển tâm linh, một môi trường không bị quấy nhiễu bởi những thành bại, được mất, khen chê, thì hãy cố gắng trân quý giữ gìn. Không thành công tâm linh trong điều kiện như thế là một lỗi lớn, vì các vị xuất gia ấy luôn được tiếp nhận sự hỗ trợ của bá tánh, từ thực phẩm, thuốc men, y phục đến cả niềm tin yêu nữa. Không phải họ không đủ khả năng để tự nuôi sống bản thân, chỉ vì họ muốn dành hết thời gian và năng lực để tập trung phát triển thiền định, để đạt tới hiểu biết và tình thương rộng lớn. Vả lại, tránh xa thế giới vật chất để dập tắt sự hưởng thụ và không tự tạo ra vật chất mà nhún mình trước kẻ khác khi xin ăn là một phép luyện tập rất quan trọng. Ý niệm về tôi và của tôi luôn được soi thủng, thay vào đó là sự giác ngộ về tính liên kết chập chùng giữa vạn vật trên thế gian này trong bản thể vô ngã, để từ đó có thể yêu thương tất cả muôn loài. Tuy buông xả vật chất chỉ là một phần trong hành trang của một vị thầy tâm linh, nhưng đó cũng là một hành động rất can đảm. Nhìn lại, ta thấy dường như mình luôn bám chặt vào vật chất, ngay cả những vật dụng thông thường, chứ đừng nói chi đến những tiện nghi cao cấp. Nhất là thời đại bây giờ, con người đã phải dựa dẫm vào máy móc rất nhiều. Thử vài ngày không sử dụng tới điện thoại, không xem tivi hay không lên mạng internet, thì ta cảm thấy như thế nào? Hoặc ta đã quen ngồi xe hơi có máy lạnh và tránh được bụi bặm, nhưng vì lý do gì đó mà ta phải dùng xe buýt, thì ta có thấy khó chịu không? Hay ta đang sống trong điều kiện sinh hoạt rất thoải mái, bỗng dưng bị mất việc nên mọi chi tiêu đều phải tiện tặng, thì ta có thấy yên ổn không? Dĩ nhiên, rồi ta cũng sẽ quen với cách sống thiếu thốn nếu hoàn cảnh bắt buộc. Song, muốn từ giã cảm xúc tốt để chấp nhận cảm xúc xấu, ta phải có thái độ đúng đắn, ý chí vững vàng và thời gian đủ lâu thì mới thích nghi được. Khi ta đã thích nghi được nếp sống ít hưởng thụ, thì ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn. Ta có nhiều thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề đang xảy ra. Ta cảm nhận được nguồn năng lượng trong ta không còn bị phân tán như trước kia nữa. Dù bất đắc dĩ phải sống trong điều kiện ấy, nhưng khi trải nghiệm một thời gian, thì ta cũng nhìn nhận rằng cuộc sống còn có những điều hết sức màu nhiệm mà ta chỉ tiếp xúc được với những giá trị ấy khi ta dám tránh xa hào quang hấp dẫn của vật chất. Đúng ra, tự thân của vật chất chẳng có tội tình gì, nhưng năng lực hấp dẫn của nó có khả năng đánh thức lòng tham sẵn có trong ta và rút mòn sinh lực. Biết bao nhiêu bi kịch xưa nay xảy ra cũng từ uy lực của vật chất. Vì thế, các bậc thánh hiền luôn tự đặt mình vào nếp sống tam thường bất túc, tức là nếp sống không được thỏa mãn đầy đủ ba nhu cầu sinh hoạt căn bản nhất của con người là ăn, mặc và ngủ. Càng bớt nắm bắt và dựa dẫm vào điều kiện bên ngoài thì ta càng nuôi dưỡng và phát huy giá trị bên trong. Đó là nguyên tắc rất tự nhiên. Còn nếu ta cứ loay hoay mãi với cái tầm thường thì chắc chắn sẽ lạc mất cái phi thường. Dù không có ý muốn trở thành bậc thánh hiền, nhưng ta cũng nên học tập theo lối sống trí thức ấy để nâng cao phẩm chất đời sống tâm hồn. Có thể con thuyền của ta không thể tiến về phía trước được là vì nó quá nặng nề, đầy khẩm. Muốn giải cứu nó, ta phải can đảm bỏ bớt vài thùng hàng to lớn xuống biển, dù những thùng hàng ấy rất quý giá. Buông xả chỉ trở thành phép thực tập bổ ích khi nó đứng giữa sự tranh đấu của thói quen yêu thích và thái độ không bám víu,
chứ không phải vì không cần nữa nên ta mới buông xả. Điều kỳ lạ là càng buông xả, ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Nó hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng mệt mỏi và lo lắng. Hơn nữa, xung quanh còn biết bao người khốn khổ, nên buông xả bớt là cơ hội để ta thể hiện tình nhân ái. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bịn rịn chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Thiền sư hỏi: theo con thì trên thế gian này điều gì là trân quý nhất? Dạ thưa sư phụ, đó chính là thứ đã mất đi và điều chưa đạt được à? Thiền sư im lặng nhìn xa xăm về ánh hoàng hôn. Sau nhiều năm thì người đệ tử đó đã trải qua rất nhiều biến đổi tang thương. Sao rồi học trò của ta, con đã biết điều gì là trân quý nhất trên thế gian này chưa? Dạ thưa sư phụ, thế gian không có gì trân quý hơn là thứ mình đang có, thời gian mình đang sở hữu và hạnh phúc ở hiện tại à. Thật kỳ lạ, người ta thường hay tiếc nuối những gì đã qua và mơ mộng những thứ chưa đạt được, nhưng không biết rằng những thứ quan trọng nhất đang ở bên cạnh, ở hiện tại này.